祝你们新年快乐，万事如意，身体健康。祝mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe an khang. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Các bạn khi bước đến nhà của những người Hoa, thường sẽ thấy trên tường nhà họ sẽ có những cái tờ giấy dán những cái hàng chữ. Có bao giờ các bạn thắc mắc là những cái hàng chữ ấy nó mang lại ý nghĩa gì không? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái câu chúc ngày Tết thường được người Hoa chọn dán trong nhà của họ nhé. Đầu tiên sẽ là một cái câu mà khi mà đi đến trước cửa nhà của bất kỳ người Hoa nào, bạn cũng sẽ thấy họ dán lên trước cửa nhà của họ. Đó là cái câu ủ phủ liễn mẫn, ngũ phúc lâm môn. Ủ là ngủ, phủ là phúc, liễn là đến, mẫn là môn, tức là cửa nhà. Lào xưa mình từng bảo, lào xưa là cô giáo, người Hoa thì không cần nhiều, không cần này, không cần nọ, chỉ cần một hàng bốn chữ vỏn vẹn như vậy thôi là trọn vẹn rồi. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu ý nghĩa của cái câu này nha. Ngũ phúc lâm môn, tức là năm phúc đến trước cửa nhà. Thì phúc đầu tiên là thọ, tức là sống lâu trăm tuổi. Phúc thứ hai là quý, tức là một cuộc sống sung túc đủ đầy. Phúc thứ ba là an khang, tức là sức khỏe khỏe mạnh. Phúc thứ tư là hảo đức, là một con người có đạo đức tốt. Và phúc thứ năm là thiện chung, là dễ đi. Nghe thì mắc cười, nhưng mà thật sự cái phúc cuối cùng này á, nó lại là cái phúc đặc biệt nhất trong ngũ phúc. Các bạn thử nghĩ đi, là một con người, quan trọng nhất là sống không làm điều gì có lỗi với lương tâm. Đợi đến khi á, ngủ á, thì được thẳng giấc nè, và cuối cùng hết một kiếp người. Khi mà nhắm mắt xuôi tay á, điều quan trọng nhất là có thể ra đi thanh thản. Tưởng là trù nha, nhưng mà khi ngẫm nghĩ lại thì rất là có ý nghĩa luôn. Tiếp theo sẽ là những cái câu nhỏ nhỏ khác mà mình thường thấy dán ở trong nhà của những bạn người Hoa của mình nha. Di phản phung sinh, thuận bườm xuôi gió. Phản ở đây là cánh bườm. Sân thì chen khang, thân thể an khang. Sân thì là thân thể, chen khang là an khang. Chinh duy màn thản, chinh duy là vàng ngọc, màn thản tức là đầy nhà. Chinh duy màn thản, vàng ngọc đầy nhà, hay người ta còn gọi là kim ngọc mãn đường. Tiếp theo sẽ là một cái câu mà câu này nhà mình cũng có dán trước cửa nhà luôn, đó là chu ru bình an. Chu ru bình an có nghĩa là dịch sát nghĩa nha, có nghĩa là ra vào bình an. Chu ru là ra vào, bình an là bình an. Và một câu nữa, câu này là hầu như chúng ta sẽ thấy rất nhiều luôn, đó là cái câu hở cha bình an. Hở cha là cả nhà, bình an là bình an. Hở cha bình an là cả nhà đều bình an. Đối với những cái nhà làm kinh doanh như là bán chè, bán mấy cái đồ rổ á, thì thường là họ sẽ dán những cái câu liên quan tới việc làm ăn, như là cái câu là sân di xin lỗn, nghĩa là buôn may bán đắt. Sân di là việc buôn bán làm ăn, xin lỗn là hưng thịnh. Và một cái câu mình rất là thích, và mình tin là khi mà mình giải nghĩa cái câu đó ra thì các bạn cũng sẽ thích như mình luôn, đó là di bình quan ly. Di bình quan ly là một vốn muôn lời, tức là chỉ cần bỏ ra cái vốn nhỏ xíu thôi mà lời rất nhiều luôn. Còn nữa nha, đối với những nhà làm giáo viên như là nhà lão sư của mình á, sẽ có dán thêm một cái câu đó là bài ủa chiên chi. Khi mà mình hỏi ra thì mới hiểu, ví dụ như là nhà một người học trò đang có chuyện buồn, người học trò ấy e ngại không có dám tới nhà lão sư học, lão sư là giáo viên á, thì dán cái câu đó lên, ngụ ý là
Con cứ tới học đi không sao cả, cứ yên tâm mà học, không có cấm kỵ gì cả. Bài ủa chinh chi, bắt vô cấm kỵ. Bài là bắt là rất nhiều, ủa là không, chinh chi là cấm kỵ. Bài ủa chinh chi, bắt vô cấm kỵ. Bên cạnh đó, ví dụ như là muốn chúc Tết ai đó thường sẽ mở đầu bằng cái câu đó, đó là xin nén khoai lơ, rồi sau đó muốn chúc gì thì chúc. Xin nén khoai lơ tức là năm mới vui vẻ. Và đặc biệt, năm mới Tết đến á, mọi người thường sẽ thấy người người nhà nhà dán một cái tấm dán mà chỉ có một chữ thôi. Nhưng mà đặc biệt á, chữ đó nó rất là ngoằn ngoèo, nó đồ sộ. Chữ này nè. Đúng không? Lúc đầu mình nhìn vào mình còn rối nữa mà. Nhưng mà thật ra á, cái chữ này á, nó ghép lại từ bốn từ nhỏ. Chào tài tinh bảo, tức là chiêu tài tín bảo, nghĩa là mang lại tài lộc phận lớn. Tài là tài, bảo là vật bảo. Chào tài tinh bảo. Ok, đó là một số cái câu chúc Tết mà mình thường thấy người Hoa họ chọn dán trong nhà. Sẽ có những cái câu khác nữa chứ, những cái câu biến rộng ra nữa, mở rộng nghĩa ra hơn nữa. Đây. Tài liệu mình học là sửa chỉ cho mình những cái câu chúc Tết nè. Nếu mà có bất kỳ cái câu nào mà thắc mắc á, hoặc là như thế nào đó thì các bạn cũng có thể bình luận phía bên dưới. Mình thấy được mình sẽ trả lời nếu mà mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này. Chúc niệm mình xin nén khoai lơ, quan sự如意, thân thể健康. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe an khang. Và cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.